điều trị tại Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28 tháng 8, nam thanh niên được chẩn đoán viêm tinh hoàn. Nhưng trước khi đến đây, anh đã có vài ngày ở phòng khám hoàn cầu, tốn kém hàng chục triệu đồng mà bệnh không dứt. Kèm theo đó là nhiều dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ họ cứ thấp nặng, cứ nói là mình bị tình trạng của mình bị nặng nên bắt mình phải đóng tiền và ký tên. Để mình làm hồ sơ đóng tiền để họ tiểu phẫu. Gom là cái là hết 20 mấy triệu. Bác sĩ thì không thấy xuống khám, nhưng mà cứ đưa qua đơn là cứ vô thuốc. Y tá ở bên bệnh viện đó cứ bảo là không nhất thiết phải xuống quầy đóng mà đưa trực tiếp cho y tá cũng được. Và đã đưa cái hình ảnh giống như là một cái người nào đó bị ung thư cổ tử cung, mà nói chung là nhìn rất là ghê và hù mi là nếu mà bây giờ mà không đốt á thì sẽ bị như vậy. Còn đối với nhiều bệnh nhân nữ, các phòng khám này thường chẩn đoán là nang nabot hay lộ tuyến cổ tử cung và chỉ định đốt điện. Nhưng trên thực tế, các chuyên gia khẳng định đó là phương pháp không chuẩn, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng. Là sau khi đốt thì tại vì mình tạo một cái vết thương trên bề mặt cổ tử cung mà giống như là bị phỏng vậy đó, thì nó sẽ chảy nước, tiết dịch liên tục trong vòng khoảng 2 tuần lễ. Cái cổ tử cung của mình đang không có bị nhiễm trùng thì nó lại bội nhiễm, nó gây viêm, nhiễm trùng và thậm chí là có những cái trường hợp nhiễm trùng rất là nặng. Các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc trên đều có cùng một phương thức khiến bệnh nhân phải ký giấy nợ. Đó là tư vấn thực hiện thủ thuật rất gấp rút trong lúc bệnh nhân hoang mang, làm cho bệnh nhân tin rằng mình có thể bị ung thư nếu không điều trị theo phác đồ mà phòng khám này cung cấp. Và những sắp hóa đơn này luôn có giá trị trên chục triệu đồng. 5-6 người đấy họ tập trung, họ uy hiếp này nọ, nó cũng vấn đề họ cứ đổ dồn người như này, lúc đấy cũng hoang mang nữa. Một trong những cơ sở để các phòng khám nói trên có thể hút khách chính là tâm lý e ngại của người bệnh về phụ khoa và nam khoa. Ngại đến bệnh viện, ngại nói mình mắc bệnh. Và khi tâm lý này còn tồn tại thì mảnh đất của các phòng khám bất lương vẫn còn. Bên mình, cái ban mình bây giờ là cũng đang muốn triển khai những cái làm như thế này, nhưng mà những cái máy móc và những cái kỹ thuật của bên mình chưa làm được những cái đó. Bên nước ngoài đó, những cái bệnh như này người ta là xử lý, người ta làm trong cái nghề này, người ta làm trong cái khoa này rất là nhiều. Vì thế cho nên là bên mình đã để một tìm bác sĩ chỉ chuyên về cái đấy thôi. Kết quả của sự chuyên nghiệp, của trình độ y khoa nói trên chính là một nạn nhân của phòng khám này phải cấp cứu trong đêm vì nhiễm trùng vết đốt điện.